Thưa sư, nếu như mình có phước duyên giải thoát mà mình để lỡ mất cơ hội thì phước duyên đó có mất không? Làm sao để dù có không đủ sự quyết tâm ở kiếp này nhưng vẫn còn cơ hội làm lại ở đời sau? Dù có phải sa đọa nhưng vẫn còn cơ hội giải thoát. Thưa với quý vị ấy, là cái trái một khi nó chín ấy, mà mình không hái thì trái nó sẽ rụng, đó là chuyện đương nhiên. Ở trong kinh thì cũng đã có trường hợp xảy ra rồi, đó là vị trong cái câu pháp cú mà kẻ không sớm biết tu hành, chăm lo tài sản giữ gìn mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Thì nói về hai cặp vợ, nói về cặp vợ chồng là đã bỏ lỡ cơ hội chứng thánh, cho nên là sau đó không còn cơ hội chứng thánh, tức là cái quả đó lẽ ra nó trổ tới đó, nó trổ nhưng mà mình đã bỏ lỡ cho nên là mình bị mất. Hoặc như trong trường hợp của ngài Angulimala, thì nếu như kiếp đó Đức Thế Tôn không xuất hiện để ngài độ là ngài Angulimala sẽ xuống địa ngục. Sư không thấy một đoạn chú giải nào có nói rằng là nếu như mà ngài Angulimala không gặp Đức Thế Tôn thì ngài đi địa ngục xong rồi thì còn có cơ hội khác để chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì sư chưa nghe nói. Cho nên là sư không có tài liệu nha, sư không có tài liệu nói rằng khi cơ hội một người ấy, mà bỏ lỡ sự chứng đắc đạo quả thì họ còn có khả năng gọi là chứng đắc nữa, thì sư không nghe nói. Chỉ có như thế này nè, giống như một cái cây ấy, mà quý vị trồng ha, thì khi mà trái nó chín mình không hái để trái nó rớt thì mình phải làm sao? Mình phải tiếp tục mình chăm sóc, rồi mình chăm bẩm, rồi mình ráng mình làm cho chờ cho cái lần sau nó cho quả thì được. Như trong trường hợp này nè, là ở trong chú giải của kinh Tứ Niệm Xứ thì có nói một người á, miên mật thực hành Tứ Niệm Xứ, nếu như vị ấy chưa thể chứng đắc đạo quả ở trong hiện tại thì vị ấy có thể chứng đắc đạo quả khi vị ấy bị bệnh. Nếu chưa chứng đắc đạo quả khi bị bệnh thì có thể chứng đắc đạo quả khi cận tử. Nếu chưa chứng đắc đạo quả khi cận tử có thể chứng đắc đạo quả ở kiếp sau khi làm chư thiên. Nếu chưa chứng đắc đạo quả ở kiếp sau chưa làm chư thiên thì sẽ chứng đắc đạo quả trong cái kiếp sau nữa, trong thời kỳ có chánh pháp. Nếu không được như vậy nữa thì ở trong thời Đức Phật vị lai vị ấy có thể chứng đắc được đạo quả. Nếu chưa nữa thì vị ấy có thể đời sau nữa thì vị ấy có thể làm một trở thành một vị thinh văn biệt hạnh, hoặc là vị ấy có thể trở thành một vị đệ nhất thinh văn, hoặc vị ấy có thể trở thành một vị độc giác. Tuy nhiên sư lưu ý với quý vị như thế này nè, là ở trong chú giải của kinh Tứ Niệm Xứ chỉ nhắc đến trường hợp là mình miên mật mình lo tu mà quả chưa trổ thì nó sẽ trổ trong đời vị lai, chứ không có đoạn chú giải nào nói là khi quả trổ mà mình bỏ lỡ rồi thì quả sẽ trổ lại, không có. Cho nên sư e trong trường hợp này là mình phải vun bồi, mình gieo trồng, mình làm lại đó nha. Sư e là mình phải làm lại, tức là cái quả nó lỡ nó trổ rồi mình không kịp hái là mình phải làm lại từ đầu. Thì đây là suy luận cá nhân của sư dựa trên việc sư không thấy có một tài liệu nào nói rằng việc quả trổ nha, quả chứng thánh trổ mà mình bỏ lỡ là mình còn có cơ hội.
Sư chưa thấy tài liệu thì không biết là Đại Đức Tuệ Tường có tìm thấy tài liệu nào có liên quan về vấn đề này hay không? Chưa thấy chờ. Kính thưa Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi này á thì vốn dĩ á, là nó một câu hỏi nhưng mà thật sự là nó hai vế, nó hai vấn đề quý vị, cho nên tôi sẽ tách ra để giảng giải cho quý vị thành hai vế để cho quý vị dễ phân biệt ha. Thì cái ban đầu á, tôi sẽ giải thích cho quý vị cái vế đầu á, nó hỏi là nếu như mình có phước duyên giải thoát mà mình để lỡ mất cơ hội thì phước duyên đó có mất không? Đó. Đó là cái câu đầu tiên, không? Thì xin thưa quý vị. Ở đây á, cái điểm mấu chốt ở đây á là nếu mà ở đây nói là gì? Nếu như mình có phước duyên giải thoát. Phước duyên giải thoát nha, thì nếu mà nói là gọi là phước duyên giải thoát á thì cũng phải đối với sư. Khi mà sư xem Chánh Kinh Tam Tạng Kinh điển Pali và chú giải chính thống đó, thì khi mà nói một người mà có phước duyên giải thoát thưa quý vị, thì theo đúng nghĩa nha, đúng nghĩa thì người này phải là được xem đó, người này là phải là người tâm nhân và đầy đủ ba la mật, và đặc biệt là phải gặp Phật, một vị Phật toàn giác hay là một vị Phật thanh văn, nghe tối thiểu là như vậy. Thì tại sao sư lại nói là vấn đề này liên quan gì hả? Thì tại sao lại sư lại nói vấn đề này? Thì xin thưa quý vị, vì nếu mà nói có phước duyên giải thoát á, mà không đề cập á, đến là cái người này á, là bắt buộc, phải dùng từ bắt buộc, là người tâm nhân và đủ ba la mật á, thì không gọi, sư vị sư nói thẳng nha, không gọi là người này có phước duyên giải thoát, mà thậm chí là cụ thể là phải gặp Đức Phật, vị Phật toàn giác, hoặc là vì là hay là bậc thinh văn giác, có nghĩa là các đệ tử ngài đó, bậc A La Hán. Vì sao? Bởi vì như ví dụ của hai vợ chồng mà Má Ha Thá Ná đó, hai vợ chồng mà cự phú đó, như trường hợp mà Đức Hành Tại cái ví dụ đó, quý vị rõ đúng không? Thì nói mà để lỡ mất, để phải nói rõ là những cái chúng sanh mà đầy đủ ba la mật, bà là người tâm nhân mà để lỡ mất phước duyên đó, để mất duyên giải thoát đó, thì có mất không? Thì mất ở đây nó có hai phương diện là như vậy thưa quý vị, hai phương diện này nè. Nó mất, nó đầu tiên hỏi là mất, mất là mất, có mất không? Xin thưa, có mất là mất gì? Mất đi cái sự giác ngộ ngay trong kiếp đó. Và cái mất đó nó nằm ở mức độ nào nữa? Tại sao lịch sử lại nói từ mức độ? Tại vì như quý vị biết rồi đó, như là hai vợ chồng Ma Tha Ná đi, hai vợ chồng cự phú đi, là nếu mà trong trường hợp đó thì họ mất đi cái duyên giác ngộ và họ sẽ trôi lăn trong suốt vòng sinh tử luân hồi, trôi lăn suốt vòng tử luân hồi, không, nói thẳng luôn là không biết khi nào mà có thể khả năng giác ngộ. Trừ phi, tôi nói là gọi là trừ phi hên lắm nha, gọi là hên lắm, trong một cái đời nào đó gọi là tương lai đó, họ có còn may mắn, mà cái theo sư nghĩ là cái tỷ lệ may mắn này thấp lắm, là họ sẽ gặp một về lại một vị Phật toàn giác đó. Tại vì vốn dĩ hai người này là người tâm nhân, người đủ ba la mật,
Riêng cái khoản mà nói là mất 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 thì có mất cái tam nhân ba la mật không? À, thì cái ba la mật có thì nó không mất, vậy nhưng mà tam nhân thì hên xui à. Đó nó ghê vậy đó, cho nên bây giờ cái cơ hội mà để cho cơ hội mà để cho dù gặp lại một vị Phật, thấy không, cơ hội mà để gặp một vị Phật mà trong tương lai mà khả năng giác ngộ, cơ hội đó rất nói chung là tỷ lệ rất là hiếm, cho nên là để cứ như trường hợp của hai hai vợ chồng cử phú đi, thì hầu như là cũng giống như là mất hoàn toàn, gọi là gần như mất hoàn toàn nha, chứ phải hoàn toàn, gần như mất hoàn toàn là cái cơ hội để giác ngộ trong những kiếp kế tiếp đó, nó rất là ít, tỷ lệ rất là ít đó. Đó là cái mất đầu tiên. Cái mất thứ hai là cái mất mà đại loại như là theo sư diễn giải ở đây là cái mất này là cái mất mà có đường lui. Đường lui là ai? Là như trường hợp của Đề Bà Đạt Đa và vua Asa Thế. Là sao? Nhập Đề Bà Đạt Đa chưa thấy là sao? Là khi vị biết đó, là khi mà Đức Phật thuyết xong bài kinh Sa Môn Quả đó. Thì khi đó đó Đức Phật ngài mới nói là nếu mà vua Asa Thế đó mà nếu mà không phạm ngũ nghịch đại tội á, thì ngay thời điểm đó, ngay thời điểm xong bài kinh Sa Môn Quả thì sẽ chứng đắc dự lưu, nghĩa là chứng đắc thánh, thánh đạo Tu Đà Hoàn đó, ngay trong kiếp đó. Nhưng mà do cái nghiệp giết cha này nè, cho nên là sẽ sau khi chết nó sẽ đi đọa đày trong địa ngục. Nhưng mà sau đó là gì? Sau đó là trong tương lai sẽ là một vị Phật độc giác. Thì cái này là gọi là một cái mất đi một cái phước duyên ngay trong kiếp đó, nhưng mà gọi là có gọi gì ta, có nghĩa là vẫn có cái vé đó, vẫn có một vé. À, đây là một trường hợp mà gọi là cũng mất cái cơ hội giải thoát ngay trong kiếp đó, nhưng mà vẫn còn có cái vẫn còn có cái vé. Bởi vì sao? Bởi vì có cái sự ăn năn sám hối và quay về với chánh pháp. Và tương tự Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Đúng không? Bà Đạt cũng vậy. Thì quý vị tự suy ra đi. Nếu mà Đề Bà Đạt Đa và ông vua Asa Thế, đặc biệt vua Asa Thế đi. Nếu mà ổng không nghe lời Lương Nghi Chư Quát Cá, ổng không có đến vườn xoài đó để ông nghe 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 bài kinh Sa Môn Quả mà Đức Phật thuyết, thì xin thưa quý vị có công nhận không? Có nghĩa cho dù ổng là người tam nhân ba la mật thì ngay trong kiếp đó là chắc chắn đi địa ngục rồi. Mà thậm chí là ổng cũng không không được không có thể là trở thành một vị Phật độc giác nữa đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nghe pháp xong không rồi ổng mới hiểu được, ổng mới quay, ổng mới gọi là cải tạo chánh đó, thì khi đó đó Đức Thế Tôn ngài mới hiểu không rồi thọ ký, thì trong tương lai vị Phật độc giác, vì là vị Phật độc giác. Cho nên là cái trường hợp mà gọi là mất phước duyên, cái phước duyên mà bị lỡ nè đó, cho nên chúng ta phải lưu ý hai trường hợp. Có một cái trường hợp của gia đình của hai vợ chồng Maha Thanh Á là trường hợp là giống như sư nói nghe, sư theo chị thấy nghe, là giống như là không có số, không có cái đường quay về đó. Không, trường hợp của Đề Bà Lạt Đa và vua Xà Thế, tuy là lỡ mất phước duyên giải thoát kiếp đó nhưng mà vẫn có đường quay về. Đó là cái câu cái vế sư trả lời thứ nhất để cho quý vị hiểu thế cái nào mà gọi là cái lỡ mất. Cái thứ hai là quý vị hỏi là làm sao để dù có đủ sự quyết tâm ở kiếp này nhưng vẫn còn có cơ hội làm ở đời sau, dù có phải sa đọa nhưng vẫn có cơ hội giải thoát. Đó, thì bây giờ là cái câu vế sau nè, là chúng ta dựa vô, chúng ta muốn biết được á, là để có cơ hội làm lại ở đời sau, nhưng mà cái đời sau này á, cái đời sau này nha, là mình muốn á, đại loại mình muốn đi như vậy á, thì nó chí ít nữa nha, mình phải làm được như ông vua Asa Thế và Đề Bà Đạt Đa. Là sao? Là sư nói nha, sư nói một điều này là nghe, là nếu quý vị mà lỡ, sư dùng từ lỡ thôi, lỡ mà có phạm giống như tội ác mà tày trời á, thì làm gì gì đi nữa thì quý vị cũng phải còn có cái niềm tin, còn có sự ăn năn sám hối, quay về với Tam Bảo. Bởi vì á, cái đó
cái mà quý vị mà nương tựa tam bảo á, thì dù ít dùng nhiều á, thì trong tương lai, suy nghĩ là trong tương lai quý vị vẫn may mắn, vẫn có cơ hội gặp một vị Phật tương lai, và mình có gọi là có được thoát đó. Không, còn nếu mà mình gọi là ăn chay sa đọa, hay là mình không có niềm tin tam bảo trong trường hợp ma tha ná đi, mặc dù hai người đó là ngay trong kiếp đó là người tam nhân Đửu và La Mật, không thì Đức Phật này, dù với chỉ sinh vô thể Đức Phật, thì Đức Phật này cũng không giúp được đó. Thì ở đây á, sư Chim Chích chích dẫn cái điều này để cho quý vị biết là cái bối cảnh á, mà khi mà ông vua xà thế á, không, ông nghe trong bài kinh Sư Môn Quả, thì cái sự ăn năn sám hối ông như thế nào. Thì trong chánh kinh mới có một cái đoạn là như vậy nè, sư chích chánh kinh cho quý vị biết nè, để quý vị nghe là mình, tại vì khi mình biết được á, mình biết trong chánh kinh đó lời của những cái vị đó, những cái vị giống như ngài Vua Xà Thế hay Bà Đạt Đa, mình biết đó, họ nói những cái câu như thế nào, để mình lỡ, gọi là lỡ này nha, lỡ nha, mình có phạm gì á, mình cũng biết là à, mình dựa vào những Phật ngôn này nè, mình còn cái tải cải tạo quy chánh, thì mình còn có cái vé là gọi là mình còn có vé thoát khỏi luân hồi đó. Thì khi mà là nghe Vua Xà Thế, thưa quý vị, khi mà nghe Đức Phật thuyết xong bài kinh Sư Môn Quả, thì ông ấy nói gì nè: và nay con xin quy y Thế Tôn, quy pháp và quy Tỳ Kheo Tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng bậc Thế Tôn. Con đã phạm một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chân chánh, để đoạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho tội lỗi ấy là một tội lỗi để con ngăn chặn về tương lai. Đó là cái câu sám hối của, gọi là cải tạo quy chánh, là sám hối của ông vua A Xà Thế. Ừ, và có niềm tin Đức Phật khi xong xong cái sự kiện này nè đó, Đức Phật mới nói trong tương lai ông là sẽ là một vị Phật đồng giác. Còn trường hợp Đề Bạt Đa thì trong chú giải Pháp Cú á, có nói là cái câu sám hối của Đề Bạt Đa như vậy, có nghĩa là khi mà ổng về đến cái hồ nước, nó đúng hơn là cái hồ nước của chùa Kỳ Viên đó, chứ chưa gặp Đức Phật được. Cái hồ nước, đến hồ nước thì ông xuống tắm rửa đó, thì ông tắm rửa này nọ, khi mà ông đứng lên một cái là đất thì bị đất rút xuống đó, thì ông mới nói được được những cái câu cuối cùng như vậy nè: bằng hơi xót với xương tàn trên đất, con quy y cùng Đức Phật tuyệt luân, Chúa chư thiên thầy huấn luyện nhân quần, bậc Phổ Nhãn có tướng thuần trăm đức. Đó, đó là cái vế sau. Quý vị mới hỏi là nếu mình lỡ làm sao mà để có đủ sự quyết tâm kiếp này, nếu dù có dù có phải mà sa đọa nhưng vẫn có hội giải thoát đó. Đó là cái lời giống như là sư dựa vô cái ông vua Xà Thế và Bà Đạt Đa để cho quý vị biết. Có nghĩa là dù gì chúng ta làm cái gì, ác chừng cái nào, thì cũng phải nhớ là phải có cái sự ăn năn sám hối. Đầu tiên phải có sự ăn năn sám hối, biết đó là tội lỗi và quay về với tam bảo, có niềm tin bảo đó, thì mình gọi là mình mới có cái vé khỏi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn nếu mình không có hai điều kiện đó, thì xin thưa quý vị có người là người tam nhân Đủ Ba La Mật, thì ngay cả trong thời Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng không giúp được, giống như trường hợp của hai vợ chồng Ma Tha Ná. Thưa quý vị, thì trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì chỉ mới khuyên quý vị thôi, có nghĩa là mình tuy mình hỏi á, hỏi cái này thì quý sư cũng nhiệt tình trả lời quý vị cho rõ vậy thôi, nhưng mà quý sư vẫn mong quý vị á, là mình đừng á, mình phải luôn tránh xa, tránh làm những cái điều ác. Thưa quý vị đó, mình phải luôn ý thức được, mình phải có tàm quý, mình biết hổ thẹn nghi sợ tội lỗi, chứ được mình có hỏi, mình đừng có hỏi cái này rồi xong mình đã áp dụng, mình nói là để Bà Đạt Đa hay ông vua sẽ thế ngàn ăn lý ba lá cuối cùng cũng giải thoát này nọ, mặc dù là phạm nhưng mấy ngũ nghịch đại tội, mình nghĩ như vậy là mình tà kiến. Thì vậy không là mình sai, hiểu không? Trừ khi là một phút có một phút bị phiền não, giống như trường hợp vua sẽ thế thì Bạt Đa thôi đó, có nghĩa là họ thực sự bác bốn dĩ, họ những người đó họ đâu muốn đâu, không? Nhưng mà do cái nhân quả cái này nọ nó vận hành các kiểu này nọ đó, đó thì mong là quý vị hiểu được, chứ mình đừng có nghĩ là quý sư trả lời như vậy thì mình cứ thả ga cuối cùng cũng giải thoát, giống như đề Bài Đạt Đa với Vua Xà Thế nha, cái đó là không đúng nha. Dạ, cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Xin tri ân Đại Đức Tuệ Tường để trả lời. Không nghe nữa. Không, xin tri ân Đại Đức Tuệ Tường để trả lời. Thì xin thưa với quý vị, nói như thế để chúng ta thấy được sự quan trọng, tầm quan trọng của việc là quy y Tam Bảo, nương tựa nơi Tam Bảo. Và điều đặc biệt
Đại Đức Tuệ Tường có nhắc là đừng có so mình với Đề Qua Đát Tá và đừng có so mình với Vua A Xà Thế. Tại sao? Tại vì Đề Qua Đát Tá nếu bỏ ra, bỏ cái phần mà gọi là chia rẽ tăng đoàn ra một bên, thì trước đó Đề Qua Đát Tá là một vị giữ gìn giới luật nghiêm minh và tu chứng đắc tứ thiền bát định có thần thông. Nha. Tức là Đề Qua Đát Tá cho tới trước khi mà phản Phật để mà bị đất rút. Còn vua A Xà Thế thì cho tới ở trong kinh tạng không có nhắc cái chỗ nào thể hiện là vua A Xà Thế là một người ăn chơi sa đọa, không giữ gìn năm giới. Thậm chí vua A Xà Thế sau khi mà giết vua đoạt vị là sau đó ăn năn hối lỗi sau bài kinh Sa Môn Quả là thờ Đức Phật lên trên đầu nha, dành cả đời để phò trợ Đức Thế Tôn và tăng đoàn. Đặc biệt vua A Xà Thế là người có công đầu trong việc hộ độ chư tăng kết tập tam tạng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái công vua A Xà Thế sau đó rất là lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Thành ra mình đừng có so với hai vị này. Thứ nhất là mình Đề Qua Đát Tá là trước đó là ông ngon vô cùng, còn vua A Xà Thế là sau đó là vua A Xà Thế cũng ngon vô cùng. Mình so là mình không có cửa để so nha. Thành ra là cái tốt nhất là mình lo mình tu tập nha, vun bồi các thiện nghiệp hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Chứ còn đừng có so như Đại Đức Tuệ Tường nói, trời ơi, vua A Xà Thế rồi cũng giải thoát, rồi Đề Qua Đát Tá cũng giải thoát. Nhầm, hai vị đó người ta tu tới cỡ nào nha, mình không bằng cái gốc của người ta, cho nên là đừng có so là mình chết mình đó. Rồi, cho nên là đừng bao giờ coi thường các cái nghiệp bất thiện ha. Và ráng nỗ lực tu tập đó, rồi hướng đến sự giải thoát giác ngộ càng sớm càng tốt. Nếu nhắm mình không tự tin thì thôi, giải thoát càng sớm càng tốt dùm sư. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.